Rồi chúng ta sẽ sẵn sàng sang buổi thứ hai ở cái bài số 4 xác suất này. Nào. Thầy nhắc lại qua một chút. Thì hôm trước ở đây chúng ta học về buổi 1 về xác suất thì thầy đã nhắc cho các em các kiến thức cần nhớ. Thứ nhất là phép thử là gì? Sau đó ở đây nó là không gian mẫu, là tập hợp các kết quả xảy ra của một phép thử, ta ký hiệu là omega. Và số phần tử của không gian mẫu thì ta ký hiệu đó là n omega. Biến cố là một sự kiện xảy ra trong một phép thử và ta cũng đếm được, nên là ta ước lượng được cái số kết quả xảy ra của nó. Và số phần tử ở đây của biến cố A thì được ký hiệu là NA và số phần tử của biến cố B được ký hiệu là NB. Biến cố nó cũng giống như là không gian mẫu, nó là một tập hợp nhưng nó là tập con của không gian mẫu. Được chưa nhỉ? Rồi, biến cố không thể thì chính là biến cố rỗng. Biến cố chắc chắn chính là biến cố omega và biến cố đối của biến cố A thì ta ký hiệu là A ngang. Đó, thì các em chú ý hộ thầy. Ở trong trường hợp biến cố không thể thì N thì các bạn nhớ là số phần tử của biến cố rỗng thì bằng 0, số phần tử của biến cố chắc chắn chính là số phần tử của không gian mẫu. Số biến cố đối này, số phần tử của biến cố đối và số phần biến cố đối này. Đây, chỗ này đọc lại. Số phần tử của biến cố A và số phần tử của biến cố A ngang cộng lại sẽ ra số phần tử của không gian mẫu. Xác suất thì để tính được xác suất thì chúng ta cần phải nhớ công thức, đó là xác suất của biến cố A, PA thì bằng số phần tử của biến cố A chia cho số phần tử không gian mẫu, và xác suất bao giờ cũng là một số nằm từ 0 đến 1. Nó xảy ra bằng 0 khi nó là xác suất của biến cố rỗng và nó xảy ra bằng 1 khi nó là xác suất của biến cố omega. Và tiếp theo đó là hai biến cố đối nhau thì tổng xác suất của chúng bằng 1. Đấy, thế là những cái kiến thức nền tảng hôm trước chúng ta học và chúng ta đã làm qua đến câu số 15 rồi. Chúng ta còn dạng 3 dạng 4 thôi. Đúng không? Ok. Nào, thì ở trong dạng 3 là các dạng toán mà chúng ta sẽ phải có thêm yếu tố đếm chọn bằng việc là dùng hoán vị trình hợp tổ hợp. Thì ở dạng 1, dạng 2 thì các bạn hiểu là chúng ta chỉ đa số chỉ dùng sử dụng cái phương pháp liệt kê thôi, chưa sử dụng gì đến hoán vị trình hợp tổ hợp cả. Nhưng thực tế là các bài kiểm tra của chúng ta ở đây cũng có rất nhiều các câu hỏi mà khi chúng ta tính xác suất chúng ta phải sử dụng cả hoán vị trình hợp tổ hợp để đếm. Được chưa nhỉ? Rồi, nên những bài nào mà lớn quá thì các em bắt buộc phải đếm bằng hoán vị trình hợp tổ hợp rồi. Còn những bài nào liệt kê được thì là tốt nhất, đúng không? Liệt kê được thì là nó rất là rõ ràng. Nào, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào con số 16. Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. 20 nam và 18 học sinh nữ nha. Chọn ngẫu nhiên một học sinh, tính xác suất để học sinh được chọn là một học sinh nữ. Xác suất chọn được một học sinh nữ. À thế thì thầy lại giải lại cho các em câu 16 một lần nữa nhé. Nghĩa là thầy sẽ hướng dẫn mẫu cho các em thêm một câu về xác suất. Đầu tiên thì các bạn hiểu là cái phép thử của chúng ta đó là chọn ngẫu nhiên một học sinh. Đây chính là phép thử. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn phải ghi ngay cho thầy đó là số phần tử không gian mẫu này. Đó. À, thì các bạn nhớ là đây có cái khung thì nhập công thức nhé. Đấy. Đây, khung khung thì nhập công thức. Thì để trên cùng này. Được chưa nhỉ? Rồi. Thì số phần tử không gian mẫu đây. Thì để trên đây này. Đấy. Là ký hiệu là N omega thôi. Cái này không có phím tắt nhỉ? Đợi, 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 đợi. Xong rồi. Đó, thì vừa chỉnh thêm cái phím tắt để bấm cho nó nhanh. N omega đấy, kem nhìn ở phía trên này này. Đấy, thì khi thầy nhập xong thì nó mới nhảy vào Word được. Rồi, vậy thì số phần tử không gian mẫu của chúng ta đây đó là chọn ngẫu nhiên một học sinh. Thì các bạn nhớ là ở đây là chúng ta có 20 nam và 18 nữ. Vậy số cách chọn của chúng ta chính là C1 của 38 đúng không nhỉ? C1 38 thì tổng cộng có 38 học sinh. Ủa, sao lớp mình đen thế nhỉ? Sao học cái nó lại lag à? À đấy, hết rồi. Rồi, ok. Thế bây giờ chúng ta cùng nhìn này, biến cố của chúng ta đó là phải chọn ra được học sinh đó là học sinh nữ. Vậy thì từ đó ta để ý là vậy số phần tử của biến cố chọn được một học sinh nữ là, thì để chọn một học sinh nữ thì số các kết quả của chúng ta đây thầy gọi là N, thầy gọi biến cố này là biến cố A nhé. Vậy số phần tử của biến cố A sẽ là C1 của 18 thôi, bởi vì để chọn ra một bạn nữ thì các em để ý là giả thiết của chúng ta là chỉ có 18 bạn nữ. Vậy số cách để chọn một bạn nữ đây đó là C1 của 18. À, vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra cho thầy đó là xác suất của cái biến cố A là thầy em nhớ công thức là PA bằng
bằng NA đúng không? Anh này bằng NA chia cho N của omega. NA của chúng ta đây là C1 của 18. C1 của 18. Bạn nào mà nhớ nhanh thì nó là 18 luôn nhá. C1 của N là bằng N. Rồi, chia cho C1 của 38. Đó, vậy kết quả đây là 18/38. Chúng ta nên bấm máy tính để kiểm tra xem kết quả bằng bao nhiêu. 18 này. 18. Thầy kéo cái này xuống. 18/38 nhá. Kết quả là 9/19. Đó, 9/19. Rồi, vậy ta kết luận xác suất là 9/19 thôi. Đó, đáp án của thầy đó là đáp án C. Sao? Rồi, đây là những bài toán dễ để chúng ta khởi động đã. Hiểu bài thì comment cho thầy số 1 nhé. Hiểu bài comment số 1 cho thầy. Ok, dễ đúng không? Rồi, đây là có bạn nào xung phong không? Các bạn nhớ nhé, mạnh dạn xung phong. Đừng ngại nhé. Bởi vì khi các em lập luận á, các em xung phong lập luận á, thì sẽ có thầy đây sẽ hướng dẫn các em lập luận sao cho nó chuẩn. Các bạn nào xung phong thì bật mic lên nào. Hãy comment, nếu comment chữ em để thầy gọi nhé. Nhá thế. Sao lập gia đình đến nơi rồi. Nào, mời một bạn nào thì mời bạn ai đây? Minh Quân nào, Quân nào, giúp thầy đi. Quân con á. Em đây. Thầy đọc đề bài này. Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng và 2 quả cầu đen này, lấy ngẫu nhiên 2 quả. Xác suất ở đây đó là để lấy được 2 quả cầu trắng. Vậy thì cái phép thử của em đó là lấy bao nhiêu đây? Quân. Phép thử của em là đọc lấy. Nó vừa lát cho em đọc lại đề bài. Nó vừa lát. Lấy hai. Lấy hai, hai gì? Đọc rõ ràng này. Lấy hai quả cầu trắng. Trong tổng cộng bao nhiêu quả cầu tất cả? Trong tổng cộng 3 quả cầu trắng và 2 quả cầu đen. Là bao nhiêu quả? 5. À vậy thì số phân tử không gian mẫu của em là bao nhiêu? 2/5. À, C mấy? C phải là C nhá. C2/5 ạ. Ừ, C2 của 5 chứ đừng đọc C2/5. Rồi. Ok, thì cái này em bấm luôn được hoặc là tí nữa rồi em bấm một thầy nhá. Thì biến cố của em đó là gì nhỉ? Em lấy hai quả là em lấy ngẫu nhiên, đấy là phép thử. Nhưng biến cố đó là hai quả em lấy được phải như nào nhỉ? Thì có hai quả trắng. À, nghĩa là hai quả em lấy được là hai quả màu trắng. Được chưa nhỉ? Vậy số phân tử của biến cố, số phân tử này của cái biến cố A lấy được hai quả cầu trắng à? Các em ở đây cách đếm sẽ là bao nhiêu? C bao nhiêu của bao nhiêu nhỉ? C2 của 5. À, lại C2 của 5 tiếp á. Có bao nhiêu quả quả cầu trắng thôi Quân? Em đọc đề bài có 3, C2 của 3. Ừ, thế C2 của 3 có hai, có 3 quả cầu trắng thì em lấy hai quả thì là C2 của 3 chưa? À vậy xác suất của em sẽ là bao nhiêu nhỉ? PA đấy. Đấy các bạn nhìn này, thầy luôn luôn phải biết đủ ký hiệu, đủ công thức ra để các bạn ghi nhớ nó nhé. NA chia cho N omega. Quân cho thầy biết bằng bao nhiêu nhỉ? Em đặt là C2 của 3 chia cho C2 của 5. Ừ, bấm đi, bao nhiêu? 3C2 này chia cho 5C2 này là bao nhiêu? Sao thầy bấm sau em mà vẫn xong trước em là sao? 3 phần. Máy tính em nó hết pin rồi. 3/10. 3/10. Các em lưu ý nhá. Khi các em ra kết quả 3/10 á, thoạt nhìn là các em chưa thấy kết quả 3/10 đâu. Lý do tại sao? Bởi vì đáp án của cái câu 17 á, nó không rút gọn cho các em.
Vậy đi thi các em cẩn thận, còn những nghĩa là trên trường thôi, còn thi đại học thì không bao giờ có. Bởi vì thầy cũng có một năm ở đây là đề thi học kỳ của các em nó không rút gọn kết quả, dẫn đến việc là ra rồi nhưng không biết đâu là đáp án đúng, tưởng không có đáp án, thì các em để ý xem đáp án nào rút gọn ra 3 phần 10. Đấy, hình như là đáp án A, đúng không? Đáp án A nếu thầy nhân 3 vào thì là 9 phần 30, đúng rồi, đáp án A. Đấy, thì các em rút gọn ra. Năm đấy giải cho các bạn mà thầy cũng hết hồn, thầy bảo úi dồi ôi chơi này thì hơi khoai. Thôi, nó là một cái kinh nghiệm mà các bạn để ý cho thầy nhá. 3 phần 10 chính là 9 phần 30. Ok. Rồi câu này dễ nhá. Nào câu 18 nào. Có ai xung phong không? Dễ mà, có gì đâu. Có ai ai xung phong nào? Không thấy mạnh dạn gì cả, thế này học. Nào mời một bạn nữ đi. Thì mời bạn Lan Hương nào. Lan Hương giúp thầy nào. Em ạ. Ừ đúng rồi, thầy Lan Hương. Nào em đọc xong đề bài chưa? Rồi ạ. Có 16 viên bi. Vâng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Thì số phân tử không gian mẫu là bao nhiêu? Số phân tử không gian mẫu là C16 nhân 3. C gì? C Lấy bao nhiêu của bao nhiêu? 3 của 16 ạ. Ừ, vậy là C3 của 16. Nhưng trên máy tính của thầy thì cái công thức của thầy phải viết 16 trước, còn viết K sau. Nhưng mà đọc thì phải đọc từ trên xuống, em nhớ chưa? C3 của 16, chứ Vâng. đừng có đọc 16 C3 thì buồn cười lắm. À, đừng đọc C16 của 3 là bị ngược đấy. Rồi, cái này nó khá to thì phải. Thôi cứ để đấy, nhá. Rồi, biến cố của em là gì? Biến cố là lấy sắp lấy được của ba bên đi. Ba viên bi như nào? Ràng buộc. Ngẫu nhiên à? Đọc đề bài. Tính xác suất để lấy được 3 viên bi đỏ. Còn lấy ngẫu nhiên 3 viên bi là gì? Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi là phép thử. Còn 3 viên bi màu đỏ là biến cố của cái phép thử đó. Em hiểu chưa? Vâng. Em hình dung ý thầy nói chưa? Lấy thế bây giờ thầy lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Thì ba nếu mà thầy lấy ra 3 viên bi đỏ thì có phải đấy đấy là một trong các trường hợp xảy ra khi em lấy 3 viên bi không? Vâng. Đấy, và thì cái trường hợp đó người ta gọi là biến cố. Vậy thì cái việc biến cố này nó đếm rất là dễ. Em cho thầy biết là số phần tử của cái biến cố lấy được 3 viên bi đỏ là bao nhiêu? Ba viên bi đỏ là C Xem có bao nhiêu viên bi đỏ? ba À, C3 của C3 của mình C3 của 3. ba luôn, C3 của ba nó bằng 1. Lấy 3 trong 3 là lấy tất, mà lấy tất chỉ có một cách thôi. Rồi, cái này em thích, em có thể nhẩm ngay nó ra bằng 1. Vậy từ đó suy ra xác suất của em đấy sẽ là bao nhiêu? Thôi thầy ghi luôn là PA nhé. 1 phần C3 của 16 thì bấm ra. 16 C3 này. 560. Lan Hương hiểu bài không em? Có ạ. Đáp án là à, ok, rồi cảm ơn em. Xong câu 18 chưa các em? Ok nhá. Rồi, câu 19 nào. Một bình là chứa 16 viên bi, trong đó 7 trắng, 6 đen và 3 đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi là tính xác suất là để lấy được một bi trắng, một bi đen và một bi đỏ. À, một bi trắng, một bi đen, một bi đỏ. Vậy đầu tiên là thầy sẽ nhận ra là cái số bài toán này ở đây có giả thiết khá giống ở trên, nghĩa là phép thử của chúng ta là lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong 16 viên bi. Các bạn nhớ nhá, thầy nhắc lại đây là phép thử. Đây là phép thử lấy 3 viên bi, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong 16 viên bi thì số cách chọn của chúng ta là C3 của 16. Nhưng biến cố của chúng ta là 3 viên bi đó thì phải có một bi trắng, một bi đen và một bi đỏ. Nào. Nào Tường Vi hãy đếm với thầy nào. Biến cố số phần tử Số phần tử của biến cố A là là bao nhiêu? em sẽ lấy một viên bi trắng trong 7 viên bi trắng Là C C1 của 7 nhân hay cộng nào? nhân Đúng rồi. với cả C1 của 6 C1 của 6 nhân.
nhân với cả C1 của 3 nữa. C1 của 3. À thì thầy cũng giải thích cho các bạn nghe này, C1 của 7 là đấy là số cách chọn một viên bi trắng trong 7 viên bi trắng. C1 của 6 là số cách chọn một viên bi đen trong 6 viên bi đen. Các em phải đọc giả thiết nhé, có 6 viên bi đen. Còn C1 của 3 là ở đây là bạn Vi chọn một viên bi đỏ trong 3 viên bi đỏ. Để cho nhờ em bấm máy tính ra. Đây là 7 nhân 6 nhân 3 đấy. C1 Thế của ra 7 bằng 7. 126. Ừ, 126. Ok. Vậy xác suất của em này là gì? Xác suất là chia cho 560 chia cho 126. 126 chia chứ em đọc ngược à? Một cái. Vâng. 9 phần 40. 9 phần 40. Quá đẹp luôn. Đáp án B. Rồi, cảm ơn Vi. Xong câu 19. Đấy, các bạn thấy không? Đơn giản chưa? Thứ nhất là thầy cho các em những bài tập dễ. Đây là những bài đếm rất là dễ, còn những bài biến cố nó cực kỳ khó. Nhưng hãy bây giờ chúng ta làm quen công thức nên chỉ làm những bài dễ đã. Còn bài khó thì phải để phần luyện tập. Được chưa? Mấy bài dễ như này là phải nắm được công thức đã. Ok, câu số 20. Lời giải nào. Thầy mời Đức Hùng nào. Em thứ hai Nào, thầy xuống đọc đề bài nữa. Thầy đọc đề bài cho các bạn cùng nghe này. Một đội gồm 5 nam và 8 nữ lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính xác suất để 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ. Vậy thì Hùng cho thầy biết phép thử của thầy đó là gì? em thấy phép thử là lập một nhóm 4 người Hát tốp hát ca. tốp ca. À vậy số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Số phần tử không gian mẫu là N omega. omega bằng C4 trên 13. C4 của 13. Rồi, chính xác. Đó là chọn ngẫu nhiên 4 người để hát tốp ca. Nhưng bây giờ biến cố ở đây để chọn ra 4 người thì lại như nào? Số phần tử của biến cố A là 4. Gọi A là biến cố lại nhá. Gọi A là biến cố là chọn 4 chọn được ít nhất 3 nữ. Vậy theo em biến cố này của em sẽ phải chia thành mấy trường hợp để đếm? Hai trường hợp Trường hợp 1 là chọn bao nữ? chọn ba nữ và một nam. Chính xác, trường hợp 1 đó chọn 3 nữ và một nam. Nhân với cả một nam đúng không? Thì có bao nhiêu cách? Có 3 nữ thì có bao nhiêu cách đã? C mấy? Có 8 nữ, chọn 3 nữ. ba trên tám. Rồi đừng đừng đọc trên, đọc của nhá. Rồi, nhân. Nhân nhân năm. Ở nhân 5 cũng được, bạn Hùng bạn ý thích nhân 5 cũng được, còn không thì các em có ghi là nhân C1 của 5 cũng được nhá. Đấy, C1 của 5 thì nó bằng 5 ấy mà, chọn một trong 5 thì có 5 cách. Được chưa? Rồi, còn cách trường hợp 2. Trường hợp 2 là chọn bao nhiêu nữ? bốn nữ 4 nữ và thế chọn 4 nữ thì có chọn nam không? không à Không nam. Thế là chúng ta không cần chọn nam. Thì có bao nhiêu cách thôi? có C4 trên 8 4 4 của 8. C4 của 8 cách. Ok. Không có nam mà. À vậy tổng cộng ở đây, vậy từ đó em sẽ suy ra là số phần tử của biến cố A là bao nhiêu? Nên là số tử của biến cố A là Em cộng hay nhân nào? em cộng Đúng rồi, em lấy số kết quả của trường hợp 1. Trường hợp nó là phương án, em hiểu không? Đấy, nghĩa là xét trường hợp như là đã hoàn thành công việc rồi. Vậy em phải cộng tất cả các số cách hoàn thành lại. Vậy ra bao nhiêu? C đầu tiên là C3 của 8 này, nhân với cả C1 của 5 đúng không? Cộng với cả C4 của 8. Em bấm máy tính cho thầy xem bằng bao nhiêu nào. Sao có bạn nào bây giờ mới vào? Nào, 8C3 này cộng nhân 5 luôn. Cộng với 8C4 bằng 350 ạ. 350. Ok, rất là chính xác, 350. Vậy xác suất. Đấy. Vậy từ đó suy ra xác suất 350 chia
C4 của 13 đúng không? Bấm đi. Bằng 25/26. 25/26. 25/26. Ủa, có kết quả không em bấm nhầm đấy. 350 này. Sao không còn đến 25/26 thì có kết quả nhỉ? 350 chia cho 13 C4 đúng không? Ủa thì em ấn nhầm. Em 14 C3. Em ấn thành 14 C3. Đoán ngay mà. Vậy 70 phần bao nhiêu? 70 phần 143. Chính xác. Đấy, đi thi mà bấm như em thì thôi. Chết dở. Nhá, vậy 70 phần 143 đáp án D. Ok, cảm ơn Hùng. Cũng gọi là biết làm. Ghi bài thật nhanh nào. Đấy, thì thấy là hàng năm rất nhiều bạn ở đây mà học cái phần xác suất này ạ, mà gì đó học không cẩn thận á, mà lú á, sau nó thành ám ảnh, nó thành ra cứ hạ xác suất là bỏ, phí lắm. Mà thực ra đây là một phần cực kỳ dễ nhá. Rồi câu 21 nào, mời Minh Huyền đi. Bình có 4 đôi giày khác nhau, 4 màu, đen, trắng, xanh, đỏ, 4 đôi giày là 8 chiếc đấy nhá. Rồi, một buổi sáng đi học vì vội vàng, Bình vội vàng, đấy, Lê Bảo Bình ấy. Bình đã lấy ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 4 đôi giày đó, tính xác suất để Bình lấy được 2 chiếc giày cùng màu. Phép thử ở đây đó là Bình lấy ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 4 đôi giày, thì theo em số phần tử không gian mẫu là bao nhiêu? 2 trên 8 ạ. C mấy? C2/8. Đúng rồi, số phần tử không gian mẫu là N của omega này. Sau này thầy ghi N omega luôn nhá. C2/8. Chính xác. Bởi vì có 8 chiếc giày đấy, 4 đôi giày là 8 chiếc mà Bình là lấy ngẫu nhiên 2 chiếc. Rồi. Biến cố của em đó là gì? Hai chiếc giày này của em phải như nào? Hai chiếc giày giống nhau ạ? À? Cùng đọc không đọc đề bài à? Hai chiếc giày này như nào? Chiếc giày cùng nhau. Cùng cùng gì? Sao lại cùng nhau? Em chỉ thấy cùng nhau. Cùng màu. Em sẽ lấy được sai. Ừ, không có nhận cho màu với nhau à? Thì cô, thế bây giờ cho thầy hỏi nhá. Nếu Bình lấy được hai chiếc giày cùng màu thì em có bao nhiêu cách? Ờ, 4 cách ạ. Đúng rồi, bài này có 4 cách bởi vì Bình có thể lấy hai chiếc giày màu đen, hai chiếc giày màu trắng, hai chiếc giày màu xanh, hai chiếc giày màu đỏ. Được chưa nhỉ? Vậy từ đó ta có này số phần tử của biến cố. Của biến cố lấy được hai chiếc giày cùng màu là 4 cách, thì cái này là đếm thẳng 4 cách thôi, không cần phải tổ hợp chỉnh hợp gì cả. Rồi vậy xác suất của em là bao nhiêu? 2 C2 của. À nào, chia nhầm rồi, phải gì chia trước? Chia chứ. Phải lấy biến cố chia chứ sao lại lấy không gian mẫu chia? 4 chia cho C. Chia cho C2/8. Ờ bấm đi, ra bao nhiêu? Một phần bảy à? 1/7. Ok, hiểu bài chưa? Ok. Câu 21 nha, xong rồi các em nha. Đấy, mấy câu này thì các em chỉ cần đọc, phân tích. Nên là bấm máy tính là xong. Nó không cần phải giải phương trình, không cần phải lập luận nhiều. À không cần phải nhớ nhiều công thức như phần lượng giác. Mà phần này ở đây rất đơn giản, đó là lập luận, logic là ra kết quả. Không cần phải tính toán gì quá nhiều, đúng không? Nào, câu số 22. Một chiếc hộp có 9 thẻ đánh số từ 1 đến 9. Có 9 thẻ đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi nhân 2 số ghi trên thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả nhân được là một số chẵn. Kết quả nhân được một số chẵn. Nào thầy mời Hồng Anh nào. Số phần tử không gian mẫu của em là bao nhiêu? 9. Hả? C2 của 9. C2 của 9. Rồi, đó là lấy ngẫu nhiên 2 thẻ trong 9 thẻ, đúng không?
Tiếp theo biến cố của em đó là hai cái thẻ này có tích số ra là một số chẵn. Thế bây giờ Hồng Anh cho thầy hỏi, bây giờ em công việc của em là phải phân tích khi nào thì hai số nhân với nhau ra số chẵn. Khi mà số cuối của nó là 2468. Chưa thuyết phục. Nếu bây giờ các số từ 1 đến 9 nhá, khi nào thì hai số có tích với nhau ra một số chẵn? Có nghĩ ra được không? Khi hai số liền nhau. Thì Chưa có hai à? không, không đúng. Đây, thầy nói cho các em nghe nhá. Đây, các em ghi vào hai số có tích với nhau. Với nhau. Tất nhiên là thầy đang nói là hai số từ 1 đến 9 nhá. Đây, ghi rõ ra. Hai số từ 1 đến 9 có tích là một số chẵn. Nếu trong hai số đó có ít nhất một số chẵn, có ít nhất một số chẵn, nghĩa là trong hai số đó này, một số chẵn một số lẻ nhân với nhau sẽ ra số chẵn, hai số cùng chẵn nhân với nhau cũng ra chẵn. Đấy, tức là này lẻ đây, số lẻ mà nhân với số chẵn thì nó sẽ ra số chẵn. Được chưa nhỉ? Số chẵn mà nhân số chẵn thì nó cũng ra số chẵn. Đấy, cái này làm nào để các em tư duy, thực ra là các em cứ nhân thử mấy số với nhau thì các em sẽ nhìn ra được quy luật. Chỉ cần có ít nhất một số chẵn là sẽ ra được, thì tích với cả một số khác sẽ ra số chẵn. Số chẵn nhân bất cứ số nào cũng ra số chẵn. Được chưa nhỉ? Rồi. Vậy thì đến lúc này ở đây là làm thế nào để chúng ta tìm được số kết quả của cái biến cố tích được hai, khi ở đây thầy rút được hai thẻ, mà khi thầy rút được hai thẻ mà tích của hai cái thẻ đó là một số chẵn, thế thì ở đây để giải quyết được biến cố này theo Hồng Anh thì thầy sẽ phải chia thành mấy trường hợp. Hai trường hợp. Trường hợp 1, Và trong đó có một thẻ, lẻ một trăm. một thẻ số lẻ cộng một thẻ số chẵn. À, vậy thì ở đây em đếm với thầy, thằng này có bao nhiêu cách, từ 1 đến 9 có bao nhiêu số lẻ, em liệt kê ra thầy nào. 1, 3, 5, 7, 9. 5 số đúng không? Vậy chọn một thẻ số lẻ là C1 của mấy, C1 của 5. nhưng phải kết hợp với cả một thẻ chẵn. Thế thì từ 1 đến 9 có bao nhiêu số chẵn, em đọc cho thầy nào. 2, 4, 6, 8. À, 4 vậy số. 4 bốn số thôi đúng không? Vậy chỗ này phải là C1 của mấy? C1, 4. Rồi. Trường hợp thứ hai đó là em sẽ chọn ra hai thẻ mà hai thẻ này cùng gì? Hai thẻ đều là số chẵn. Hai thẻ đều chẵn, đều là số chẵn. Thế theo em ở đây có số cách đếm của anh này là C mấy? C2 của 4. C2 của 4. À, vậy từ đó em suy ra số kết quả, à, số phân tử, số kết quả thuận lợi cũng được, số phân tử cũng được, của cái biến cố A là chọn ra hai thẻ có tích là một số chẵn là, em sẽ lấy C1 của C1 cộng 5 nhân nhân C2 1 cộng 4 cộng cộng C2 cộng C của 4 đúng không? Rồi. Đấy, và thằng này chính là NA nhé, đúng không? Thằng này chính là số phân tử mình của A. Rồi, vậy xác suất của em là bao nhiêu? NA chia cho N của Omega. Bao nhiêu đây? Hồng Anh bấm nó chưa? phải đã em bấm. Ừ. Đấy, lúc đợi em thầy cũng sẽ bấm cùng các bạn nhé. 5C1 nhân 4C1 mà nhẩm ra là 5 nhân 4. Đấy, bạn nào nhẩm ra luôn thành 20 cho tiện, đỡ phải bấm dài như thầy nhá. Hồng Anh ra chưa?
Bao nhiêu? Em ấn nhầm. Thôi, thầy bấm ra rồi. 13/18. Vậy đáp án là D. D, ok. Rồi, các bạn chú ý cái khâu bấm máy tính một chút nhá. Nhiều bạn ra rồi bấm nhưng rất là lâu này, bấm nhầm này. Đấy, đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà các em mất điểm oan, đúng không? Nhớ là năng nhặt thì chặt bị. Các em ở đây đừng mất điểm ở những cái lỗi ở đây nó không đáng có, được chưa? Các bạn biết là có rất nhiều thí sinh thi học ngay cả năm nay thôi, kể cả đối với thầy này, năm nay đây thầy cũng có một em học 2K3 học rất giỏi, thậm chí thầy nói là giỏi nhất khóa, nhưng các bạn biết không, thiếu 0,05 điểm trượt đại học, trượt hết luôn đó, không trúng một trường nào mà các em biết bao nhiêu điểm không? 26,1 điểm, gọi là ba môn thi gần ba môn đều 9, trung bình ba môn đều 9 điểm mà còn trượt đấy. Cho nên là đi thi chỉ một lỗi nhỏ thôi, các em sẽ phải đánh đổi bằng 3 năm học cấp 3. Nếu các em thi lại thì các em sẽ phải mất thêm 1 năm. Ở nhà các em phải ở nhà tự ôn, được chưa nhở? Mà cái thầy nói thật sự với các em nhé, các em ở đây có thể dùng bất cứ lời lẽ nào để biện hộ cho cái việc các em ở đây không đỗ, đúng không? Các em bảo rằng đấy không quan trọng không? Trong một cuộc chơi mà cả nước cùng thi, chúng ta trượt nghĩa là chúng ta cảm thấy nó cũng là xấu hổ. Đấy, cho nên là đừng bảo điểm số quan trọng nhé. Nó quan trọng lắm luôn đó. Ok, vậy thì chú ý hộ thầy nhá, là tính toán cho nó cẩn thận giúp thầy. Câu 23 nào. Một lớp gồm có 30 học sinh. Câu này dành cho ai đây? Một lớp có 30 học sinh gồm có cả nam và nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham gia hoạt động của đoàn trường. Đề bài cho luôn xác suất để chọn ra được 2 nam và 1 nữ. 2 nam này, một nữ là 12/29, tính số học sinh nữ của lớp. À, thế thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải câu này. Đầu tiên thầy sẽ gọi x là số học sinh nữ của lớp. À, vậy thì không khó để thầy sẽ suy ra. Không khó để thầy sẽ suy ra đó là số học sinh nam của lớp ở đây lúc này sẽ là 30 trừ đi x. Đúng không? Tất nhiên là x dương và x không được vượt quá 30. Thì cái này các em thêm điều kiện vào giúp thầy nhé. Đây, thầy cũng biết x của chúng ta phải lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn 30. Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta quay trở lại bài toán này. Ở trong bài toán này đây đó là đề bài cho cái phép thử ở đây đó là chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Đấy, các em nhìn cái phần thầy tô này. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có cách, chúng ta sẽ đếm ra được số phần tử của không gian mẫu. Số phần tử của không gian mẫu là n của omega lúc này bằng chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong 30 học sinh là C3 của 30. Đây, số phần tử của không gian mẫu. Bây giờ thầy sẽ gọi A là cái biến cố. Gọi A là cái biến cố. Chọn được 2 nam và 1 nữ. À, vậy thì với cái biến cố mà thầy vừa gọi thì chứng tỏ ở đây một điều là đề bài đang cho biến xác suất của biến cố A lúc này ở đây là bằng bao nhiêu nhỉ? 12/29. Bởi vì đề bài cho trước này. Đấy, phần thầy tô đây này. Xác suất chọn được 2 nam và 1 nữ là 12/29. À, vậy thì chúng ta sẽ phải thành lập cái mối quan chúng ta phải thành lập được một cái phương trình liên quan đến x từ cái giả thiết này. Được không nhỉ? À, vậy thì chúng ta bây giờ để ý là vế trái của chúng ta là xác suất của biến cố A. Vậy thì để thành lập được công thức xác suất của biến cố A thì ta cần phải tìm ra được số phần tử của biến cố A. Đấy. Thế bây giờ chúng ta có này, suy ra ta có số phần tử của biến cố A là thì số phần tử của biến cố A ta đếm như nào thì ta chỉ đếm bằng cách là ta chọn ra 2 nam trong 30 trừ x nam. Được chưa nhỉ? Thầy ghi là NA này. Ta sẽ chọn ngẫu nhiên 2 nam. Nhưng ở đây là có 30 trừ x nam đúng không? Vậy C2 của 30 trừ x nghĩa là trong bài toán này có ẩn. Rồi, nhân với cả số cách để chọn ra một nữ. Nhưng để chọn ra một nữ thì ở đây là C1 của x bởi vì ở đây có x bạn nữ. À, các bạn đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Đây chính là số phần tử của biến cố A. Vậy từ đó ta sẽ suy ra này. Xác suất của biến cố A lúc này ở đây sẽ được tính bằng công thức đó là C2 của 30 trừ x nhân với cả C1 của x
chia cho không gian mẫu là C3 của 30 bằng 12/29. Đấy. Được chưa nhỉ? Vậy thì cái một cái phương trình á, một cái phương trình mà liên quan đến tổ hợp, chỉnh hợp hay là hoán vị. Được chưa nhỉ? Mà trừ ẩn thì anh này chính là bài tiếp theo của chúng ta. Anh này được gọi là phương trình tổ hợp. Để giải quyết được anh này thì chúng ta sẽ phải học riêng một bài. Tuy nhiên thì trong một bài tập như này thì thầy vẫn có cách để hướng dẫn các em. Tại sao thầy lại có cách? Bởi vì các em lý là đề bài nó cho sẵn x rồi. X của chúng ta chỉ rơi vào 4 đáp án này thôi. Vậy cách làm rất là đơn giản, các em càn x vào. Càn vào. Khi nào nó ra bằng 12/29 thì lấy. Nào. Chúng ta càn nhá, chúng ta bấm này. Đầu tiên này, 30 trừ x C bao nhiêu? C2. Đấy. Tức là đây là C2. Đây là C2 của 30 trừ x này. Nhân với cả xc1. Đấy, các em chú ý là chữ x với cả cái phím nhân đó, nó khá là giống nhau, x nó cao hơn một chút nhá. Bạn nào ở đây các em có thể đóng bằng ngoặc cho nó chắc thôi. Đấy, thì đóng bằng ngoặc một thằng thôi. Chia cho bao nhiêu? Chia cho 30C3. Rồi các em can nó vào. Các em can nó thấy từng cái giá, từng cái đáp án vào. Đáp án nào ra 12/29 thì lấy. Can 13 thì xác suất nó không ra 12/29. Can 17 xác suất không ra. Can 14. Đây, can 14 ra rồi. Các bạn hiểu tôi nói chưa? Vậy bấm máy tính. Thử đáp án bằng máy tính. Ta sẽ suy ra x của chúng ta bằng 14. Còn tất nhiên là làm thế nào để chúng ta giải ra được x bằng 14 thì phải bài hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải cụ thể của nó. Còn bây giờ chúng ta sử dụng đáp án có sẵn. Được chưa nhỉ? Đáp án C. Các em ơi, các em có hiểu không? Nếu hiểu thì comment cho thầy số 1 nhé. Còn nếu không hiểu thì bật mic lên. Hỏi thầy là đoạn này em chưa hiểu để thầy giảng lại cho. Còn hiểu bài comment cho thầy. Rồi, ok, thì thấy rất là nhiều bạn ở đây comment số 1. Rồi, bạn nào bạn, nhưng mà những bạn nào mà không hiểu thì vẫn phải hỏi thầy nhá, cứ thoải mái hỏi thầy. Được chưa? Đấy, thì trong cái bài này ở đây là thầy sẽ chưa dạy các bạn cách giải vội mà thầy sẽ dạy các bạn thử đáp án thôi. 14 nhá, vậy có 14 học sinh nữ thì tức là có 16 học sinh nam. Cái gì ở răng đau quá. Ok, vậy chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Và cũng là cái phần cuối cùng của cái dạng xác suất này. Thế thì chúng ta vừa trải qua việc tính xác suất bằng việc ở đây đếm chọn dựa vào hoán vị chỉnh hợp tổ hợp. Tất nhiên là đa số là dùng tổ hợp thôi, cũng bài tập dùng chỉnh hợp nó cũng khá ít trong phần này. Nào, thế thì ở đây chúng ta sang dạng thứ tư, đó là loại bài toán chúng ta sẽ tìm xác suất bằng việc là sử dụng biến cố đối. Thế thì phương pháp để sử dụng biến cố đối đó là gì? Đó là khi các em nhận ra là việc chúng ta đếm, nghĩa là chúng ta tìm các kết quả số phần tử của biến cố A nó quá lớn, nghĩa là nó quá nhiều trường hợp, thì ta có thể nghĩ đến việc là sử dụng biến cố đối của nó. Được chưa nhỉ? Đấy, thì ở đây thầy sẽ ghi thêm cho các em một cái tip vào đây nhé. Nào, các bạn ghi nào. Khi nào ta sử dụng biến cố đối? Trong trường hợp nếu tìm số phần tử của biến cố A, ta thấy có rất nhiều trường hợp. Được chưa nhỉ? Trong trường hợp nếu tìm số phần tử của biến cố A, ta thấy có rất nhiều trường hợp, thì ta có thể sử dụng biến cố đối A ngang. Được chưa nhỉ? Biến cố đối A ngang. Đó, chúng ta có thể sử dụng biến cố đối A ngang. Nghĩa là biến cố đối A ngang của chúng ta chắc chắn nó phải ít trường hợp hơn biến cố A, thì ta mới sử dụng biến cố đối. Còn nó mà nhiều hơn nữa thì thôi, bài đấy thì chẳng cách nào khác cả. Ok chưa? Rồi, vậy thì đến lúc này đây các bạn cùng nhau quan sát cho thầy câu số 24.
Thì để sử dụng biến cố đối nhá, thì các em phải nhớ một điều là xác suất, nếu các em sử dụng biến cố đối á, thì các em cứ tìm xác suất của biến cố đối đã. Thế thì khi đó xác suất của biến cố cần tìm ta lấy 1 trừ đi là xong. Các bạn hiểu thầy nói này chưa nhỉ? Đấy, tổng xác suất của hai biến cố đối nhau sẽ bằng 1 mà. PA cộng PA ngang sẽ bằng 1. Đó. Câu 24 này. Trên giá sách có 4 quyển toán, 3 quyển lý và 2 quyển hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách, tính xác suất này sao cho 3 quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách toán. Trước hết thì đầu tiên nhá, trước hết này, thầy sẽ làm động tác đó là thầy sẽ tìm số phân tử không gian mẫu đã. Số phân tử của không gian mẫu là n của omega, lúc này bằng lấy ngẫu nhiên 3 quyển đúng không? Thì tổng cộng có 4 toán này, 3 lý và 2 hóa là có 9 quyển, vậy C3 của 9. Đây nhá, các em nhìn này, có 4 toán này, 3 quyển lý này, 2 quyển hóa này và lấy ngẫu nhiên 3 quyển thì là C3 của 9. Nhưng bây giờ nếu thầy gọi A này, gọi A là biến cố lấy ra 3 quyển này, 3 quyển lấy ra có ít nhất một quyển toán. Thế thì khi thầy gọi biến cố A là cái biến cố lấy ra 3 quyển có ít nhất một quyển toán đó, thì thầy sẽ tư duy này. Ít nhất một quyển toán thì các em sẽ phải chia các trường hợp đó là gì nhỉ? Một toán, hai quyển còn lại là gì nhỉ? Nếu mà lấy một quyển toán, hai quyển còn lại không phải quyển toán, nghĩa là có thể lý và hóa. Được chưa nhỉ? Rồi lại hai quyển toán thì quyển còn lại có thể là lý hoặc quyển còn lại có thể là hóa. Ở 3 quyển toán, chọn 3 quyển toán đi thôi, C3 của 4. Đúng không? À vậy thì bài toán này ở đây thì chúng ta có thể làm theo cách biến cố đối. Nếu các em làm trực tiếp vẫn được nhá. Nếu các em làm trực tiếp này, cách 1. Thầy vẫn làm cho các em hai cách nhá, để các em ở đây sau khi thầy làm hai cách các em sẽ nhận ra là cách biến cố đối nó sẽ nhanh hơn. Và khi các bạn làm bài thì các em phải chủ động ở đây tư duy xem là chúng ta nên làm trực tiếp hay nên sử dụng biến cố đối. Cách 1 đó là chúng ta tính trực tiếp. Nếu tính trực tiếp thì các em sẽ phải chia ra các trường hợp, đó trường hợp số 1. Đó là một quyển toán cộng với hai quyển lý hoặc hóa. Hai quyển còn lại sẽ là lý hoặc hóa. Thì thằng này có bao nhiêu cách này, chọn một quyển toán ở đây sẽ là C1 của 4 rồi. Cái này ai cũng biết rồi. Nhưng nếu các em chọn hai quyển còn lại là lý hoặc hóa thì các em nghĩ là lý với hóa tổng cộng là có 5 quyển, 3 quyển lý và 2 quyển hóa. Vậy các em chọn ngẫu nhiên hai quyển lý hoặc hóa thì ở đây sẽ là C2 của 5. Đấy. Các bạn hiểu C2 của 5 là gì chưa? C2 của 5 nghĩa là chúng ta lấy ra hai quyển lý hoặc hóa nhưng chúng ta lấy trong tổng cộng đây, lý với hóa là có 5 quyển tất cả. Rồi. Trường hợp số 2. Trường hợp số 2 đó là chúng ta lấy ra hai quyển toán cộng với một quyển lý hoặc hóa. Hai quyển toán thì ở đây sẽ là C2 của 4, có 4 quyển toán đúng không? Một quyển lý hoặc hóa ở đây sẽ là C1 của 5. Có 5 quyển lý và hóa mà. Đấy, chọn ngẫu nhiên một quyển. Rồi trường hợp số 3. Đó là chúng ta chọn ra 3 quyển toán. Chọn ra 3 quyển toán đây sẽ là C3 của 4. À vậy từ đó suy ra số phân tử của biến cố A lúc này bằng. Thế thì các em phải cộng hết lại. Các em sẽ cộng anh này này. Vào đây này. Cộng anh này vào đây này. Rồi lại cộng với cả anh này vào đây này. Cộng hết vào. Các em bấm máy tính ra. 4C1 của 4 nhá. Các em nhìn này, C1 của 4 thì thầy có thể ghi là 4 luôn cho nó tiện nhá. Nhân với 5C2 này. 5C2 này. Cộng này 4C2 nhân với 5. C1 của 5 là nhân 5. Cộng với 4C3 74. 74. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy từ đó thầy sẽ suy ra xác suất của biến cố lúc này ở đây sẽ bằng 74 chia cho cái không gian mẫu đây đó là C3 của 9. Lúc này anh này bằng 74 chia cho 9C3 37 phần 42. À đến lúc này đây đáp án ta là đáp án B. Đấy,
đây là thầy sẽ làm theo cách đó là trực tiếp. Thì trong bài toán này trực tiếp thì nó ba trường hợp gọi là tạm được, nhưng ví dụ 30 trường hợp thì chắc là các em không muốn làm rồi. Đấy, cách 1 đó là tính trực tiếp. Ok chưa? Đấy, các bạn ghi thật nhanh. Đây là cách tính trực tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cách số 2, đó là chính là cách sử dụng biến cố đối. Cách 2 đó là sử dụng biến cố đối. A ngang. Sử dụng biến cố đối A ngang. Thì để sử dụng biến cố đối A ngang thì các em phải biết cách ở đây, đó là từ biến cố A ta phải lấy phủ định của biến cố A đó. Thì các bạn hiểu là nếu A là cái biến cố lấy ra 3 quyển có ít nhất một quyển toán, vậy chứng tỏ là cái biến cố A ngang của chúng ta, biến cố A ngang của chúng ta sẽ được phát biểu ở đây, đó là 3 quyển lấy ra phủ định của ít nhất một quyển toán, đó là không có quyển toán. Các bạn đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Ít nhất một quyển toán là, và không có quyển toán nào là hai cái biến cố đối nhau. À vậy từ đó ta sẽ suy ra ngay này. Vậy chứng tỏ khi đó số phần tử của cái biến cố A ngang lúc này sẽ bằng này. Không có quyển toán nào nghĩa là gì? Nghĩa là ba quyển lấy ra nó chỉ có lý hoặc hóa thôi. C3 của 5. Có 5 quyển lý và hóa mà. Có 5 quyển lý và hóa mà các em lấy ra ba quyển lý hoặc hóa. Lý hóa. Thế thì ở đây chúng ta nhìn ngay là C3 của 5. À vậy từ đó suy ra xác suất của biến cố A ngang lúc này sẽ bằng. Thì ta sẽ lấy đó là C3 của 5 chia cho C3 của 9. Nào, cái này các em bấm cho thầy. 5C3 chia cho 9C3. 5/42. Nhưng chúng ta sẽ suy ra cho thầy luôn. Ô sao? Nào. Thùy Dương sao bây giờ mới vào à? hay là vừa bị out đấy? Từ đó ta suy ra này, xác suất của biến cố A lúc này bằng này, 1 trừ đi xác suất của biến cố A ngang. Tức là 1 trừ đi 5/42. À, đây chính là 37/42 các em ạ. Được chưa nhỉ? Vậy kết quả của thầy vẫn ra 37/42. Tuy nhiên nếu mà câu này mà các em tư duy, các em bấm thì nó chỉ mất khoảng độ 5 đến 10 giây là ra rồi. À các em có hiểu được hai cách không đấy? Nếu các em hiểu bài các em comment cho thầy số 1 nha. Hiểu bài comment số 1 và thầy có 1 phút cho các em ghi lại bài. Thắc mắc bật mic lên hỏi thầy. Ok. Bạn nào không hiểu cứ hỏi thầy nhé. Chủ động hỏi. Xong câu số 24 rồi nhá. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 25. Thầy mời một bạn nào. Thầy mời bạn Nguyễn Phạm gì đây? Sao nó không tên à? Nguyễn Phạm Mai Trang à? Dạ hả? Ừ, em xử lý cho thầy câu này nào.
Tổ học sinh này có 7 nam và 3 nữ, chọn ngẫu nhiên 2 người, tính xác suất để chọn 2 người có ít nhất 1 nữ. Số phân tử không gian mẫu là bao nhiêu đã? C2 của 10 ạ. C2 của 10 chính xác. Biến cố ở đây là hai người được chọn có ít nhất là một người là nữ. Thế thì bài này em tùy em nhé, em tính trực tiếp được, em dùng biến cố đối cũng được. Thầy sẽ gọi biến cố A của em là, gọi A là biến cố chọn hai người có ít nhất một nữ. Đấy, vậy thì em sẽ đếm một luôn không hay em sử dụng biến cố đối? Nếu em làm luôn thì nó có mấy trường hợp? Thầy ơi, dùng cách nào nhanh hơn ạ? À? Không, bây giờ thầy hỏi, thực ra là bài này á, thầy cho này nó vẫn còn nghĩa là em đang vân vân là hai cách làm nhanh như nhau. Thầy nói thật sự là bài hai cách làm nhanh như nhau nên tùy em. Nhưng bây giờ em, nếu em làm trực tiếp đi, em làm cách 1 là tính trực tiếp thì nó có bao nhiêu trường hợp? Trực tiếp cho thầy luôn, nghĩa là không dùng biến cố đối á, thì nó có bao nhiêu trường hợp? Hai người có ít nhất một nữ. Nào, đầu tiên là một nữ mấy nam? Một nữ hai nam. Ủa rồi, một nữ hai nam là ba người em. Một nam à? Một nữ một nam thì có bao nhiêu cách? Nhìn số nữ số nam nhá mà kết luận nhá. C mấy? Có 3 nữ. Có 3 nữ mà chọn 1 nữ thì phải là C1 của mấy trước? Của 3. Nhân với cả số cách chọn 1 nam là C1 của 7. Đó. Rồi, trường hợp thứ hai. À, một nữ. Lại một, làm gì một nữ lại một nam tiếp à? Hai nữ. Hai. Hai nữ thì là bao nhiêu? Là C2 của 3. C2 của 3. À, vậy từ đó ở đây em sẽ suy ra là số phần tử của biến cố A á, thì em sẽ phải cộng hai cái trường hợp này lại là C1 của 3 này nhân với cả C1 của 7 này. Rồi em cộng với cả C2 của 3. Rồi, em bấm đi xem ra bao nhiêu. Thì cái thằng C1 của 3 này nhân với C1 của 7 là em lấy 3 nhân 7 luôn nhá. Thì là 21 luôn, thì bấm cho nó nhanh. 21 cộng 3 C2 24. Nào, vậy thì kết luận cho thầy xác suất nào. BA bằng 24 trên C2 của 10. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Em đang tính thầy ơi. Tám phần mười lăm ạ. 8/15 à? Ok, chính xác rồi. 8/15. Đó, đây là cách số 1. Làm cách kia luôn đi. Cách số 2. Dùng biến cố đối. Biến cố đối A từ là không có nữ. Đừng đọc A trừ nhé, phải đọc A ngang. A ngang. Rồi, A ngang ở đây là không có nữ nào đúng không? Vâng. Rồi, vậy thì em sẽ suy ra luôn số phần tử của nó là bao nhiêu. Em phải hiểu là không có nữ tức là em sẽ chọn toàn gì đấy? Toàn nam. À, vậy thì nghĩa là em sẽ chọn hẳn hai người là hai bạn nam mà có 7 bạn nam tất cả. Vậy C2 của mấy? 7. C2 của 7. Vậy em suy ra cho thầy luôn xác suất của biến cố A lúc này, A ngang lúc này là bằng C2 của 7 chia C2 của 10 à? Đây, không gian mẫu. Đúng không? Vâng.
Đấy, em bấm ra xem được bao nhiêu. Phần 15 ạ. 7 phần 15. Vậy chứng tỏ là xác suất của biến cố A thì em sẽ lấy cái gì? À, em sẽ tính bằng công thức nào nhỉ? Là 1 trừ 7 phần 15. 1 trừ 7 phần 15. Đấy, nó vẫn ra 8 phần 15 chưa? Vâng. Đấy. Thì thực ra là cách 2 rõ ràng là vẫn nhanh hơn cách số 1. Em có đồng ý không? Cách 2 nhanh hơn cách số 1. Nhưng vấn đề là em thích chọn cách nào thôi. Bởi vì nó không nhanh hơn quá nhiều. Chẳng qua là trong bài này thì hai cách ở đây nó không nhanh hơn nhau quá nhiều. Nhưng có những bài phải sử dụng biến cố đối thì mới nhanh được. Được chưa nhỉ? Rồi, hiểu bài không? Ok. Rồi, các bạn ghi lại giúp thầy nhá. Đó. Câu 26 nào. Câu 26 nhá. Có 20 nam và 15 nữ chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Rồi, số phần tử không gian mẫu là. Sau này các em có thể ghi luôn là n omega nhé, cho nó tiện, đỡ phải ghi số phần tử không gian mẫu là, trừ khi là tự luận cơ. C4 của 35. Có 35 học sinh tất cả. Nhưng vấn đề là gọi A là biến cố. 4 học sinh. Ủa? Sao lại ra cái gì đây? Từ từ các em ạ, thầy sao thầy không ấn được ship vào cái này. Wow. Rồi, tự nhiên nó mất cái ngoặc này các em ạ. Thôi được rồi. Gọi A là biến cố này. 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu này thì sẽ giải quyết cho các em luôn này. Các em nhìn này. 4 học sinh được chọn mà có cả nam và nữ, mà các em thử nghĩ đi, nó nhiều nhiều trường hợp đi nào. Thầy sẽ lập cái bảng ra nhá. Đây, đầu tiên là thầy có thể nghĩ đến là có cả nam và nữ đúng không, mà 4 học sinh á. Thầy có thể nghĩ đến trường hợp đó là 1 nam, 3 nữ, 2 nam, 2 nữ, 3 nam, 1 nữ. Hết rồi. Thôi thì có 3 trường hợp. Thế thì cũng vừa phải. À vậy thì nếu các em nhận ra nhé. Nếu các em nhận ra là nó có khoảng độ 3 đến 4 trường hợp ấy, thì mà các em ở đây, các em đã nhìn ra được 3 4 trường hợp rồi. Thì các em hoàn toàn có thể làm trực tiếp. Được chưa nhỉ? Đấy, trong trường hợp này các em hoàn toàn có thể làm trực tiếp. Đếm 1 nam 3 nữ ra cho thầy. Đếm 2 nam 2 nữ ra cho thầy. Và đếm 3 nam 1 nữ ra cho thầy. Được chưa nhỉ? Rồi, thế thì thầy kẻ bảng đi cho các em dễ nhìn được không nhỉ? Thầy kẻ bảng nhé. 2 nam 2 nữ này. Rồi, 3 nam, 1 nữ. Nào, một bạn đọc cho thầy số cách chọn của 1 nam, 3 nữ nào. Đây thầy đang làm trực tiếp nhá. Thầy mời bạn Thanh Trúc nào. 1 nam, 3 nữ. Thầy là 1 của 20. Rồi, nhân. Nhân cả C3 của 15 ạ. Ok, anh tiếp theo. C2 của 15. Rồi, anh tiếp theo. C3 của 20 nhân với C1 của 15. Em cộng hết lại ra bao nhiêu? À, em cộng hết 3 cái ô này lại nhá, rồi em sẽ suy ra xác suất. Vậy thôi chúng ta suy ra luôn xác suất của biến cố A, cái này chúng ta thực hiện bằng máy tính luôn nhá, cho đỡ mất thời gian nào. C1 của 20 là 20.
nhân 15C3 nhân 15C3 để tắt này đi. Rồi cộng này 20C2 nhân 15C2 cộng này 20C3 C3 của 20 đấy. Các em ấn nhiều các em quen như thầy này. Nhân 15C1 là 15. Chia cho không gian mẫu ở đây là 35C4. Kết quả này 4615 chia 5236. Kết quả là 4615 chia cho 5236. Đáp án B. Nhìn cho nó kỹ vào nhỉ. 4615. À đâu? A. Đáp án A. Úi dồi ôi, Lan Hương ơi, Lan Hương bật mic lên thầy xem nào. Thế bây giờ em vào xem cái gì hả Lan Hương? Em vừa làm bài kiểm tra xong ạ. Úi dồi ôi. Lại thêm anh Lê Tài Phương Nam nữa này. Đây Phương Nam đâu rồi? Sao bây giờ mới vào? Hả Phương Nam? Dạ. Sao bây giờ mới vào? Hôm nay thầy chủ nhiệm em dạy. À, thế thì tí nữa phải xem lại đi nhá. Vâng. Ừ, xem lại trên nhóm. Nào, ở đây chúng ta đã có, các bạn nhìn này, ở đây chúng ta đã có tính luôn là xác suất của biến cố A. Đây, cách này bài này tính trực tiếp được. Nhưng mà nếu các em muốn sử dụng biến cố đối nhá, cách 1 là xong rồi này. Có bạn nào cho thầy biết là biến cố đối A ngang sẽ được phát biểu là gì không? Nào, Vương Hiếu cho thầy hỏi nào. Theo Hiếu, 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ thì biến cố đối của nó là gì? Yeah. Biến cố đối của 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Có cả nam và nữ thì đối của nó là gì? Cái này phải đề nghị học văn giỏi nhé. Có cả nghĩa là phải có cả. Thì phủ định của phải có cả là gì? Phải có cả. Em cứ tập trung vào câu hỏi này, hỏi này. 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Nghĩa là 4 học sinh em chọn ra là phải có cả nam lẫn nữ. Vậy thì rõ ràng đối của nó là gì? Toàn nam hoặc toàn nữ. Em hiểu chưa? Ừ, thì 4 học sinh toàn nam hoặc toàn nữ thì số cách chọn của biến cố, vậy số cách chọn của biến cố đối A ngang của biến cố đối A ngang nó này bằng bao nhiêu? 4 học sinh toàn nam nghĩa là 4 anh nam là bao nhiêu? C mấy? C4 của 20 đúng không? Cộng hay nhân? Thưa thầy. Hoặc 4 học sinh là xong công việc rồi. Cộng. Đúng rồi, cộng với cả, em hiểu là C4 của 20 là em đang chọn 4 học sinh nam đúng không? Hiếu hiểu chưa? Mà 4 học sinh nam là em xong công việc rồi. Bây giờ coi như đấy là trường hợp 1 là 4 học sinh toàn nam, trường hợp 2 là 4 học sinh toàn nữ. Hiểu hiểu ý thầy nói chưa? Vậy cộng với cả C4 của 15 nữa. Đấy, từ đó em sẽ suy ra xác suất của biến cố A ngang đúng không? À. Bao nhiêu đây? 20C4 cộng 15C4 chia cho 35C4.
621 trên 5236. 621 này chia cho 5236. À vậy từ đó ta phải suy ra xác suất của biến cố A lúc này bằng. Thế thì xác suất của biến cố A ta thực hiện bằng việc ta lấy 1 trừ đi answer thôi. 4615 trên 15236. 4615 trên 5236. Đấy. Rồi, tất nhiên là cái việc sử dụng biến cố đối nhanh hơn, nhưng các em phải tìm chính xác được đối của nó là gì. Nếu các em không tìm được đối của nó là gì thì tốt nhất là các em làm trực tiếp cho thầy. Được hiểu ý thầy nói này chưa? Đấy, cho nên là dùng biến cố đối không cẩn thận là các em còn bị sai luôn cơ. Câu 26 xong rồi nhá. Nào, bây giờ còn 3 câu. Ô, câu 27 bị trùng. Ít nhất một quyển sách toán. Câu 27 bị trùng đúng không các em? Comment cho thầy biết cái. Có đúng câu 27 bị trùng chưa? Trùng đúng không? Ok. Câu 27 bỏ nhé. Trùng chúng ta làm rồi. Vừa làm xong. Nào thầy hướng dẫn cho các em câu 28. Gieo đồng tiền 5 lần. Đồng tiền 5 lần cân đối và đồng chất. Xác suất để được ít nhất một lần đồng tiền xuất hiện mặt sấp là. Úi dồi, bài này mà không dùng biến cố đối có mà chết. Nào bây giờ thầy mời một bạn nhé. Thầy mời một bạn... Như Mai nào. Như Mai. Em học máy tính bàn à? Ôi dồi ôi. Thế máy tính bàn này sắm cho mình cái mic chưa? Nào cho Phương Thảo để coi bác hôm nay chưa gọi Phương Thảo này. Phương Thảo. Dạ. Gieo đồng tiền 5 lần cân đối và đồng chất. Vậy phép thử này quá quen rồi. Vậy số phần tử không gian mẫu là bao nhiêu? Là... Đấy, lại... Đồng tiền có mấy mặt? Đồng tiền có 2 mặt. Gieo 5 lần? Là 10 mặt. Ngáo. Lần gieo thứ nhất là có 2 cách. Lần gieo thứ 2 có 2 cách. Lần gieo thứ 3 có 3 cách. À, có 2 cách. 5 lần thì phải là mấy lần của 2? Thầy nói lại đi. Lần 1 có mấy cách? Lần 1 có 2. Đồng tiền có 2 mặt, em gieo lần nào có 2 cách thôi. Vâng. Thì em gieo 5 lần thì em phải lấy 2 × 2 × 2 × 2 nhân 5 lần. Vâng. 2 mũ mấy? 2 mũ 5 là bằng 32 ạ. Em hiểu chưa? Nhược có quen không? Không. Ờ thì cho thầy hỏi nha, gieo con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần thì có số không gian mẫu là bao nhiêu? Không gian mẫu. Gieo con xúc sắc cân đối đồng chất, tí nữa xem lại dạng 1 nhá Thảo nhá. Là 15 ạ. À? Con xúc sắc cơ mà, xúc sắc có mấy mặt? Xúc sắc 6 mặt ạ. À? Thì gieo 2 lần. Gieo 2 lần. Thì phải 6 x 6 phải ra 36 ạ. Em hiểu chưa? Thì gieo 3 lần là 216 ạ. Ừ, cứ nhân vào với nhau, hiểu chưa? Rồi ạ. Ừ, bây giờ này, em gieo 5 lần. Tính xác suất để được ít nhất 1 lần à, ít nhất 1 đồng tiền xuất hiện mặt sấp. 1 đồng tiền xuất hiện mặt sấp. Đây nhá, thầy kể ra cái bảng này. Gieo 5 lần. Thầy gọi đây là lần 1 này, lần 2 này, lần 3 này, lần 4 này, lần 5 này. Được chưa? Rồi, thôi được rồi, đợi tí Thảo thì sẽ gọi bạn khác. Sợ thầy Thảo làm câu này lại đúng như con cú.
thầy mời bạn học khá một chút nhá. Thầy mời bạn Hiệp nào. Thanh Hiệp. Ừ. Theo em nhá, nếu bài này liệt kê, nếu em làm trực tiếp của biến cố A nhá. Đây, thầy gọi A là biến cố. Xuất hiện ít nhất một đồng tiền một lần này. Ở đâu thầy phải viết lại câu từ người ta. Gọi A là biến cố để được ít nhất một đồng tiền mặt sấp. Nghĩa là có những trường hợp ở đây là một đồng tiền mặt sấp, hai đồng tiền mặt sấp, ba đồng tiền mặt sấp, bốn đồng tiền mặt sấp hoặc năm đồng tiền mặt sấp. Em hiểu thầy nói thế này chưa? Đấy, những cái vấn đề là cái đồng tiền mặt sấp này này, nó rơi vào lần thứ mấy để em gieo lên thôi. Hiệp hiểu ý thầy không? Vậy thì ví dụ nhá, đây ví dụ thằng này là sấp này, thì lần hai ra ngửa, lần ba ra ngửa, lần bốn ra ngửa, lần năm ra ngửa. Thế trường hợp lần 1 mà ngửa, lần 2 sẽ sấp, lần 3 ngửa, lần 4 ngửa, lần 5 ngửa. Vậy Hiệp cho thầy hỏi, nếu cứ làm như này theo em có nhiều không? Thậm đây nhá, đây mới chỉ là một đồng tiền mặt sấp, mà lên 2 đồng tiền mặt sấp thì nó còn nhiều nữa. Em hiểu thầy nói thế này chưa? Đó. Vậy theo Hiệp bài này em có nên tính trực tiếp không hay dùng mình câu đối? Hiệp. Cả hai cũng được. Ô, dùng cả hai á, em dùng cả hai thì em đếm hộ thầy thằng này đi, em liệt kê hết hộ thầy. Em liệt kê hết là nhiều lắm đấy nhá. Bài này mà em tính trực tiếp là không ổn đâu. Bài này em phải dùng biến cố đối. Nào, vậy em phát biểu cho thầy biến cố đối nào. Phát biểu đi. Phủ đối của ít nhất một đồng tiền mặt sấp là gì? Không có mặt sấp nào. Thì đồng nghĩa với việc không có mặt sấp nào tức là gì? Toàn mặt ngửa. Tức là em gieo 5 lần nó đều ra gì hết? Ra ngửa. Gieo 5 lần ra ngửa. Vậy theo em biến cố A ngang có, theo em nhá, biến cố A ngang có gì nhỉ? Có bao nhiêu phần tử? Có 1 phần tử. À, tại sao 1 phần tử, em giải thích được không? Vì gieo 1 lần nhưng mà có 5 lần nhưng mà có chỉ có một kết quả là 5 phương pháp chỉ có bằng ngửa, nên là kết quả sẽ bằng C5 của 5 bằng 1. À, đúng rồi, nhưng mà vừa rồi em đọc xúc xắc là sai về đồng tiền nhá. Được chưa nhỉ? Vậy thằng này là 1 × 1 × 1 × 1, 5 lần 1. Em hiểu công thức của thầy vừa viết ở trên đây đúng không? Ok chưa? Vậy anh này vẫn bằng 1. 1 × 1 × 1 × 1 nhân 5 lần lên. Bởi vì lần nào cũng ra 1. Lần nào mà xuất hiện mặt ngửa thì chỉ có một cách thôi. Vậy xác suất của mình của A ngang này là gì? Một phần 32. À vậy xác suất của bình của A lúc này sẽ là gì? Của A là 1 − 1/32. À 1 − 1/32 tức là bằng 31/32. Em chọn này đáp án đúng là đáp án nào đây? Đáp án A. Đáp án A. Đó. Vậy thì điều này cũng chứng tỏ một điều này. Nếu mà bạn Hiệp mà bạn ý ở đây làm theo cách đó là làm trực tiếp á, thì sẽ ra 31 trường hợp đấy. Mỗi trường hợp chỉ có một cách thôi. Cho nên là nếu bạn Hiệp mà làm theo cách trực tiếp thì bạn ý phải liệt kê 31 trường hợp ra. Kinh khủng. Được chưa nhỉ? Rồi. Ok, vậy câu 28. Rõ ràng bài này ở đây chúng ta phải sử dụng biến cố đối. Ok rồi nhá. Câu 28 rồi. Nốt câu 29 nào. Câu 29 là câu cuối cùng. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp học gồm 20 nam lan và 25 bạn nam và 20 bạn nữ. Tổng cộng là có 45 bạn học sinh và đang chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Vậy đầu tiên nhé, việc đầu tiên là các em phải cho thầy biết số phân tử không gian mẫu lúc này. Phải biết là nó bằng là C5 của 45. Đúng không? C5 của 45. Đó.
Rồi, gọi A là biến cố trong 5 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ. 5 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ. Nếu bài này mà các em liệt kê trực tiếp này, một nữ, 4 nam, 2 nữ, 3 nam, 3 nữ, 2 nam, 4 nữ, 1 nam, 5 nữ, 0 nam nào. Đồng ý chỗ này chưa? Chính vì vậy, bài toán này chúng ta không nên làm trực tiếp mà ta nên sử dụng biến cố đối. Một bạn cho thầy biết biến cố đối của cái biến cố 5 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ là gì? Nào, thầy mời bạn Đình Long nào. Tại em này là không có học sinh nữ nào. Biến cố A ngang sẽ được phát biểu là không có học sinh nữ nào, đúng không? Vâng. Theo em nó đồng nghĩa với việc là gì? Là 5 nam. À, nó đồng nghĩa việc là 5 bạn, 5 học sinh đó toàn gì? Toàn nam. Toàn nam. Vậy chứng tỏ biến cố A ngang có những có bao nhiêu cách chọn? À, có bao nhiêu phần tử? Phần tử đó là C5 của 25. C5 của 25 do có 25 bạn nam. Vậy suy ra xác suất của biến cố A ngang là bao nhiêu? Đây là C5 của 25 chia cho C5 của 45. C5 của đây. C5 của 25 chia cho C5 của 45. Vậy xác suất của biến cố, em nhớ là A ngang không phải là cái mà đề bài muốn tìm, mà đề bài muốn tìm là của A, đúng không? Vâng. Vậy em phải lấy 1 trừ đi bao nhiêu? 1 trừ đi C5 của 25. Đọc nhiều đi cho nó quen, lúc không đọc được thì buồn cười lắm. 1 trừ đi C5 của 25 chia cho C5 của 45. 45, và đây chính là kết quả. Em nhìn ra được đáp án đúng chưa? Rồi. Đáp án D. D. Đó. Vậy rõ ràng đáp án của chúng ta đang sử dụng biến cố đối. Được chưa nhỉ? Rồi, ok, cảm ơn Long. Đó. Vậy thì chốt lại về phần bài học, về phần xác suất thì các em lưu ý cho thầy là các em đây có những phương pháp liệt kê, sử dụng hoán vị trình hợp tổ hợp để đếm, để đếm ra số phần tử của biến cố, để đếm ra số phần tử của không gian mẫu. Và cuối cùng là các em có thể sử dụng biến cố đối để đi tìm xác suất. Trong các trường hợp, ví dụ như câu 28, 29 này là đặc biệt, là các em nhìn thấy nó nhiều trường hợp khi các em giải trực tiếp thì các em sử dụng biến cố đối. Vừa ngắn gọn, vừa dễ làm. Được chưa? Rồi thì buổi học của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em có buổi tối vui vẻ và các em luyện tập bài tập về nhà thật đầy đủ cho thầy nhá. Chúng ta chào nhau một cái. Bye bye các em.